Chào tất cả quý bà con đã quay trở lại chương trình Nhịp cầu Nhà nông Việt Nam của chúng ta. Cũng rất là vui được gặp lại quý bà con ở trong chương trình lần này, và thực sự rất là phấn khởi. Trong dạo này gần đây rất là nhiều bà con đã điện thoại về tổng đài cũng như chia sẻ và nhắn vào Zalo, cũng như là gọi điện hỏi thăm. Anh em cũng chia sẻ cái những cái sức khỏe trên những vạn đường, trên nẻo đường mình đi. Bây giờ mình quay lại chủ đề, có rất là nhiều bà con hỏi mình về vấn đề là siêu con siêu bo có tác dụng gì, đặc biệt là vào mùa mưa, và siêu áo giáp có tác dụng gì vào mùa mưa. Thì hôm nay mình làm cái video này ngồi ở ngoài vườn, đây là vườn mít thôi bà con, vườn mít thì mình ngồi mình cũng chia sẻ với quý bà con về vấn đề mà chai siêu con siêu bo nó hỗ trợ gì, cũng như thầy chai siêu áo giáp nó hỗ trợ gì cho cái mít. Thì mình cũng đã từng làm video và thực nghiệm về sử dụng cái hai sản phẩm này, siêu con siêu bo cộng với siêu áo giáp này, để xịt trong cái vườn mít, vườn bưởi, vườn sầu riêng. Tại sao chúng ta phải sử dụng thằng siêu canxi bo như vậy? Thằng siêu canxi bo cộng với thằng siêu áo giáp, mục đích của hàng này làm gì vào mùa mưa? Mùa mưa thì chúng ta biết rằng vườn của mình nó hay bị thiếu hụt canxi, nó rất là dễ tụt cái canxi, đặc biệt là những cái giai đoạn mùa mưa mà cái trái cây ăn trái của chúng ta đang ở giai đoạn mà có bông thì nó rất là dễ hư bông, hư nhụy, hư phấn. Đặc biệt là mít này, sầu riêng này, bưởi này, cam này, và các loại cây ăn trái khác, nếu thiếu hụt canxi bo thì nó rất là dễ rụng trái, rất là dễ bị vi khuẩn xâm nhập, tại vì màng tế bào nó không có cứng. Thằng canxi bo thì nó sẽ tạo thành cho màng tế bào chúng ta cứng, chống rụng cuốn, chống rụng hoa. Chính thằng siêu canxi bo này nó phù hợp vào cái giai đoạn là giai đoạn đang có bông, và đặc biệt là giai đoạn mùa mưa thì chúng ta cần phải hỗ trợ nó để nó làm tăng cường cái canxi trong lá, trong cây, trong đất, tăng cường cái bo, tăng cường cái vi lượng để cho cái cây chúng ta nó phát triển mạnh mẽ. Và thằng siêu giáp này chúng ta kết hợp, đây là sản phẩm có tên là Mancozin, nó kết hợp là cả vi lượng và cái màu nó thì màu xanh này bà con. Nó phù hợp để làm gì? Để nó kháng khuẩn, nó diệt khuẩn, cũng như là tăng cường cái nội sinh, tăng cường cái nội lực để cho cái cây chúng ta nó có một cái kháng thể, nó vừa diệt khuẩn và tăng cường cái kháng thể để nó diệt những cái con vi khuẩn, đặc biệt là những cái con vi khuẩn có hại vào mùa mưa. Mùa mưa là một trong những cái mùa mà vi khuẩn nó tồn tại rất là nhiều trong không khí, cũng như là trong thân, trong cành, trong lá, trong cây của chúng ta. Nên chúng ta tại sao phải sử dụng cái thằng siêu áo giáp cũng như là siêu canxi bo vào mùa mưa. Thì sẵn ở đây thì bạn Kiệt cũng sẽ pha cho quý vị với cái liều lượng để xịt thằng siêu canxi bo. Em pha vừa vừa ít thôi để em mang cho nó dễ nha. Múc nước đi, múc nước đi. Để pha cho bà con cũng như là phun như thế nào, để tưới như thế nào, để cho cây của chúng ta, đất của chúng ta nó hấp thụ một cái lượng siêu canxi bo. Và siêu áo giáp này nó sẽ là tính năng của nó là diệt khuẩn, ngừa khuẩn, cũng như là ngăn bệnh, ngăn nấm khuẩn. Chúng ta sử dụng thằng siêu canxi bo cộng với siêu áo giáp, chúng ta sẽ pha chung như thế này. Đối với mít á, riêng về cái mít thì chúng ta có hiện tượng là nó hay bị sơ đen, đặc biệt nếu mà mùa này nó có bông thì chúng ta cũng pha chung luôn cái thằng mít sơ đen này luôn. Thì bây giờ mình sẽ và bạn Kiệt sẽ pha và sẽ qua bên cái khúc bên kia mình tưới cho bà con coi, phun cho bà con coi. Thì bây giờ pha luôn cái này mixer đen trước đi, em pha vô này là em trộn rồi sau. Thì mixer đen một cái hũ như vậy là 250 gram, chúng ta pha cho 10 bình mấy. Ủa sao trút ra uống vậy? Nhiều hả? Rồi bạn Kiệt, bạn sẽ pha với cái này thì khoảng 10 lít nước, thì pha cho 10 gram ha bà con ha. Rồi 10 lít nước thì chúng ta pha cho 10 gram. Chúng ta ước lượng pha cho 10 gram nha bà con nha. Tại vì cái dạng bột nên chúng ta pha đánh tan nó trước, xong rồi chúng ta pha siêu canxi bo cộng với siêu áo giáp vào sau nữa là hợp lý nha bà con. Còn mùa mưa chúng ta cố gắng xử lý, đặc biệt là với cây mít. Còn với những cái cây khác á, như chanh, cam, bưởi thì chúng ta sử dụng siêu áo giáp cộng siêu canxi bo vào mùa mưa để chúng ta quản lý. Nếu như đang có trái đang ra bông, chính siêu áo giáp này là nó diệt khuẩn, cũng như là nó chắn nứt trái, nó chống cho cái hiện tượng mà nám trái cũng như là thúi trái. Chính thằng siêu áo giáp này nó khá là hiệu quả. Rồi chúng ta sử dụng thằng siêu canxi bo, một chai siêu canxi bo như vậy chúng ta pha cho 500 lít nước. Chúng ta có thể pha cho 500 lít nước. Đối với cái bình này chúng ta đổ nó khoảng 10 lít nước, chúng ta pha cho khoảng 10 cc.
ước lượng bà con, ước lượng mình làm quen rồi, còn nếu không bà con cầm cần có cái cốc, cái đo lường á, màu nó y như là màu mật ong vậy. Nó là hữu cơ hoàn toàn hết nha bà con nha, hoàn toàn những cái hoạt chất này là hữu cơ hoàn toàn, được tinh chế từ các dược liệu thảo mộc. Đây là sản phẩm nó ghi sẵn luôn nè, sản phẩm thảo mộc hữu cơ này các bạn, bà con đây sản phẩm thảo mộc hữu cơ này, đây là sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ luôn, cung cấp trúc cần siêu áo giáp cho luôn, cung cấp cái canxi và bo dạng hữu cơ. Rồi chúng ta sẽ trúc cần siêu áo giáp thêm vào đây, chúng ta tăng cái hàm lượng siêu áo giáp để làm gì, để diệt khuẩn luôn vào trong mùa mưa, làm ấm cái cây của chúng ta để cho mùa đông không lạnh. Rồi chúng ta trút nước vào. À, mới nãy có phần phần mancozin. Đó, mixture đen chúng ta pha chung là cộng chung với thằng siêu áo giáp, cộng chung với thằng siêu canxi bo. Rồi, mình sẽ mình và bạn Kiệt sẽ phun cho bà con coi nha. Đối với những cây trồng như sầu riêng, hay là đối với những cây trồng khác như bưởi, như cam, hay là các loại trái cây khác, thì chúng ta không cần phải bỏ mít sữa đen vào. Nhưng mà chúng ta đang thực nghiệm ở trong vườn mít thì chúng ta bỏ thêm cái hoạt chất mít sữa đen vào nữa. Wow, rất là nhanh. Rồi theo chân bạn Kiệt, sẵn đây em phun luôn, em phun mấy cây bên này luôn. Kiệt cây phun cây này luôn đi Kiệt. Đó, chúng ta phun để bảo vệ cây, bảo vệ cứng thành tế bào, phun trên đọt luôn. Bấm mạnh vô luôn, trong ở trên đọt nó chưa có. Rồi qua qua cây này, phun bên này cũng được, khỏi cần qua bên kia cũng được, phun bên này đi, phun này luôn, phun mạnh vô thân luôn. Cây này hồi bữa mình có cắt đọt một lần rồi, bây giờ nó tỉa ra này bà con, nó tỉa ra thì bây giờ mình cắt đọt ngay chỗ này nữa này. Cây kia phun chưa, cây qua kia OK, chúng ta pha cái phun, chúng ta tập trung vào cái bông, chúng ta tập trung vào thân và tiết kiệm cái lượng mà lượng nước cũng như cái lượng mà chúng ta phun ra bên ngoài nha bà con nha. Và bây giờ mình theo chân bạn Kiệt để bạn Kiệt qua bên kia đi luôn, bạn Kiệt bên kia bạn Kiệt sẽ phun cho bà con. Đấy, cây bên này cũng được nè, cái này phun này. Đó, tại vì mình muốn lấy góc view này cho bà con để mình cố tình qua đây để làm gì bà con. Cây này đang ra bông nhiều nè. Đứng đây được rồi. Chúng ta phun đều qua hai bên thân cây luôn nha bà con nha, phun đều trên thân cây. Rồi
Còn mùa mưa bà con chú ý chúng ta cào cỏ ra nha bà con nha, chúng ta không để cào nó cao quá nha. Ok, cảm ơn bạn Kiệt rất là nhiều đã hỗ trợ chúng ta thực hiện cái video này, cũng như là làm cái video này cho bà con coi. Sẵn là còn không à, phun hết luôn chứ để chi nữa. Sẵn lỡ đeo đeo phun hết luôn. Ừ, lỡ đeo phun hết luôn. Đi anh giật cho. Thao nó còn ít mà phải không? Còn ít rồi thao. Đấy, chúng ta quản lý cái vườn vào mùa đông, mùa mưa chúng ta quản lý. Thứ nhất là như này mình nhắc luôn cho bà con là chúng ta cào cỏ ra nha, chúng ta nhổ cỏ nha bà con nha, nhổ như cái khúc sạch mới quá nãy mình quay bên kia đây đó. Bây giờ khúc này hình như là làm chưa kịp phải không? Này, là làm chưa kịp. Rồi ok bà con, chúc bà con sức khỏe và nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh. Bà con cần gì tư vấn bà con cứ gọi lên tổng đài để anh em kỹ thuật chúng tôi tư vấn cho bà con, cũng như là tiện đường thì ghé thăm vườn của bà con. Chúc bà con sức khỏe nha bà con nha. Này kiểm tra thử có con cá nào dính không? Con cua. Con cua dính bên kia hả? Này không có cá rồi. Rồi bye bye bà con.